bài học sáng nay trong bài giảng có bụi phấn trắng bay bay trên tóc thầy, giọng thầy như tiếng hát, lời thầy như bài ca cho em những ước mơ tới chân trời rộng. Mở đầu chương trình thời sự đặc biệt sáng nay thứ hai ngày 5 tháng 3 kéo dài 90 phút. Mời các bạn nghe toàn văn lời kêu gọi của Ban chấp hành Trung ương Đảng gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước. Hỡi đồng bào và chiến sĩ yêu quý, quân thù đang giày xéo non sông đất nước ta, độc lập tự do chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta đang bị xâm phạm, hòa bình và ổn định ở Đông Nam châu Á đang bị đe dọa. Dân tộc Việt Nam ta phải ra sức chiến đấu để tự vệ. Toàn thể đồng bào các dân tộc anh em trong cả nước, các tôn giáo, các đảng phái, già trẻ gái trai, hãy phát huy truyền thống thiên hồng, triệu người như một, nhất tề đứng lên bảo vệ Tổ quốc. Oh,
Nào các bạn, chần chừ gì nữa, nổ một tràng hoa tay thật lớn để chúc mừng tiết mục của lớp 4A1. Xin cảm ơn các bạn. Tiếp theo xin mời tiết mục của lớp 4A1.